chúng ta sẽ xem là Việt Nam outcome phụ của họ là cái gì nhé, đúng không? Duration này, duration là thời gian, đúng không? Thời gian này, duration of này. Bạn Văn Tuấn này, bạn hỏi thế nào là biến phụ thuộc chính, thế nào là biến phụ thuộc phụ trong một bài báo. Thực ra biến phụ thuộc chính ấy, thì trong tiếng Anh nó gọi là primary outcome ấy. Thế còn biến phụ thuộc phụ nó gọi là secondary outcome ấy. Thế thì trong một bài báo thì khi mà họ có phải khi không phải một bài báo mà trong một nghiên cứu ấy thì bao giờ họ cũng hướng tới một cái biến outcome chính, tức là cái biến kết quả chính. Đấy, họ muốn tìm hiểu về cái đấy. Thì họ tập trung vào cái đấy, cái vấn đề chính của mình là gì. Trong khi đấy thì khi mà người ta thường thì là trong các nghiên cứu can thiệp thì ngoài cái biến outcome chính đấy thì nó sẽ còn có những cái thứ nó cũng là biến dạng biến outcome nhưng mà nó không gọi là gì, nó là phụ trợ thôi, nó phụ thôi thì nó gọi là các biến outcome phụ. Đấy thì ví dụ như này nhá. Thế này, giả sử như cái bài báo này nhá. Bài báo này thì họ đây là một cái thử nghiệm lâm sàng randomized clinical trial và họ muốn tìm hiểu, họ muốn so sánh cái giữa cái mổ nội soi và mổ mở ở trên những bệnh nhân u đầu tụy. Thế thì em xuống phía dưới này này, nó có cái phần gọi là study outcome đây nhá. Nhìn thấy study outcome không? Nó có gọi là primary outcome này, variable này, thì có phải là biến số outcome chính không? Đúng không? Là gì? Duration là thời gian, post operative hospital stay, tức là gì? Họ muốn tìm hiểu xem là cái thời gian nằm viện sau phẫu thuật của hai phương pháp đấy là như nào, đúng không? Họ muốn so sánh hai so sánh về thời gian nằm viện sau phẫu thuật của hai phương pháp đấy thì họ sẽ coi cái đấy nó chính là gì, là cái thứ mà họ quan tâm nhất. Thế thì vì sao như vậy, thì có phải là hai cái phương pháp này mà sau khi mổ thì họ muốn xem là cái thời gian nằm viện sau phẫu thuật như thế nào, nếu mà cái thời gian nằm viện sau phẫu thuật mà ngắn hơn, đúng không, thì dường như là gì, mình thấy là nó sẽ hiệu quả nó sẽ cao hơn, kiểu nôm na như vậy. Thế thì bên cạnh đó thì họ có một cái nó gọi là secondary outcome, tức là những cái biến outcome phụ, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ xem là biến outcome phụ của họ là cái gì nhé, đúng không? Duration này, duration là thời gian, đúng không? Thời gian này, duration of này. Đấy. Thời gian phẫu thuật, đúng không? Lượng máu mất, đúng không? Và tỷ lệ biến chứng, đấy, nôm na như vậy, đúng không? Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu còn câu hỏi nào nữa thì hỏi, còn không thì chúng ta sẽ dừng cái buổi học ngày hôm nay ở đây nhé. Đấy. Bạn nào mà quan tâm đến các khóa học thì đăng ký ngay, bởi vì là thứ sáu này là khai giảng cái khóa tạo bộ nhập liệu này. Đấy. À, thứ sáu này đúng không? Thứ sáu khai giảng là tạo bộ nhập liệu này. Thứ bảy thì là khai giảng lớp nghiên cứu khoa học trong ngành y. Đấy. Thế còn cái khóa mà phân tích số liệu này thì phải đầu tháng 5 cơ. Thì bạn nào muốn thì có thể đăng ký sớm được. Và nếu mà bạn nào mà cần tôi tư vấn về về nghiên cứu nhé, thì các bạn có thể đăng ký vào đây. Thì tôi hứa là tôi sẽ, nhưng mà trước khi mà các bạn muốn tôi tư vấn trực tiếp ấy, thì các bạn sẽ gửi cái câu hỏi cho tôi trước để tôi sẽ trao đổi với các bạn chút. Thế nếu mà cần thì tôi mới tư vấn trực tiếp. Đấy. Và cái này hoàn toàn miễn phí nhé, để giúp các bạn thôi. Và một số bạn mà có các cái vấn đề liên quan đến chế tạo bệnh án nghiên cứu hoặc là đề cương, phát triển đề cương nghiên cứu ấy, thì cũng có thể liên hệ, đúng không? Thì tôi giúp được đến đâu thì tôi sẽ giúp các bạn, đúng không? Lớp nhập liệu thì học 4 buổi đấy em. Lớp nhập liệu học 4 buổi. Đây này. Có lịch đây này. Mùng 5 tháng 4, 12 tháng 4, 19 tháng 4 và 26 tháng 4. Thực ra thì ngày xưa ấy thì tôi ép các bạn là bắt buộc phải tham dự cái buổi học đấy. Thế nhưng mà bây giờ tôi mở rộng ra là tôi cho phép các bạn có thể xem lại video trong vòng 1 tuần. Đấy, cho nên là cũng nếu mà trong trường hợp mà các bạn không sắp xếp được thời gian thì các bạn có thể xem lại video cũng được. Thế nhưng mà thực tế là như này này, tôi có một cái lý do nhất định đấy, là tôi muốn các bạn là cố gắng phải tham dự học cùng với tôi, thì tôi chỉ cho và tôi sẽ định hướng những cái kỹ năng mà khi mà tôi dạy trực tiếp ấy thì các bạn học nó sẽ nhanh hơn và vướng cái các bạn có thể hỏi được luôn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình
hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.